Thôi được rồi. Bây giờ mọi người cho tôi biết tình hình trong thời gian vừa qua. Thực ra ban đầu đó thì kế hoạch triển khai rất là tốt, nhưng mà tới trường thực hiện thì thấy rõ ràng là có vấn đề. Cụ thể là sao? Vấn đề là ta có một khối lượng khách hàng khổng lồ, nhưng khối lượng khách hàng khổng lồ đó thì lại không đồng nhất. Đồng thời ở đây là chúng ta không xác định được người vay là nghèo hay không nghèo. Và cái việc thế chấp tài sản cũng là vấn đề rất là khó khăn. Dạ đúng rồi. Nhưng đồng ý về chính sách là một chuyện, trên thực tế thì là một chuyện khác. Bởi vì các địa phương không đồng ý cho chúng ta một bản thống kê chính xác về tình hình thu nhập cũng như là về tài sản. Việc đánh giá tài sản nhà đất hoặc là các tài sản khác thì ngày càng trở nên khó khăn. Và nhất là đối với các hộ dân nghèo tái định cư. Bản thân họ, khi họ cư ngụ trên mảnh đất này thì họ cũng không có tài sản gì. Còn mọi việc á, thì đang rối tung lên. Được rồi, chậm chậm thôi. Bây giờ cho tôi biết về khối lượng khách hàng. Dạ, khối lượng khách hàng là rất tốt. Em nghĩ là không có vấn đề gì ở đây. Như vậy thì vấn đề khó khăn lớn nhất mà chúng ta cần tháo gỡ là gì? Đó là về chính sách. Tại vì thật ra chúng ta chỉ có thể cho vay khi người ta có tài sản thế chấp hoặc một tổ chức nào đó đứng ra bảo lãnh thế chấp cho họ. Nhưng cho đến hiện nay, tài sản cũng không có mà tổ chức cũng không có đứng ra bảo lãnh cho họ. Vậy chính quyền địa phương đâu? Em đã nói rồi, chính quyền địa phương không chấp nhận, không đứng ra bảo lãnh cam kết cho họ. Vậy còn chủ trương chính sách của tỉnh thì sao? Em cũng đã làm việc với tỉnh, tỉnh chấp nhận nhưng huyện không đồng ý, triển khai cũng đành chịu thôi. Thôi được rồi, tôi sẽ sang ủy ban tỉnh làm việc lại. Em sợ rằng hơi khó, vì khi em nói chuyện với mấy người bên đó thì họ nói tỉnh cũng không thể ép họ được, bởi vì ngân sách bây giờ cũng không đủ để đền cho ngân hàng khi người dân mất khả năng chi trả. Nếu mà người dân họ không có khả năng chi trả thì mình phải đành kiếm cách khác thôi anh à. Thôi mọi việc cứ để đó tôi tính. Mọi người làm việc tiếp đi. Dạ. Dạ, chào chị, tụi em ở chỗ anh Nguyễn Dương. Xin chào. Dạ, đầy đủ hết rồi đó chị. À, bây giờ cái này mình để ở đâu chị? Hai anh cứ làm xong đi rồi có gì có người giúp. Dạ. Xin chào mày. Đồ 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 ra. Khoan khoan, khoan anh. Sao chị? Ủa? Anh có lộn không vậy? Chuyện gì hả chị? Sao lộn được chị? Sao mà lộn được? À, mà chị là Bảo Hân đúng không? Đúng. Ừ thì đúng rồi, công ty kêu tụi em qua bên đây mà. Anh qua đây xem nè. Đây. Đây là mẫu của chúng tôi. Màu sắc như vậy mà anh in ra một cái như vậy là đâu có đúng đâu. Làm sao biết được? Ừ. Anh không thể nói vậy được. Bên anh là tổ chức sự kiện mà có một cái banner mà anh làm cũng không đúng nữa là sao? Ừ, bên tôi chỉ in theo mẫu chị cung cấp chứ sao tôi biết được. Anh không được nói ngang như vậy. Bây giờ chị không chịu phải không? Thôi chị tự làm đi. Đi về. Tôi không thể tin là có một công ty xúc phạm khách hàng đến như vậy. Ai biết được. Thôi về. Chào chị. Kìa. Trời ơi. Thôi. Em á, em thích đi Singapore hơn. Qua đó em còn đi mua sắm nữa. Nha anh. Trời ơi. Sao vậy? Bộ anh thích tụi mình đi Thái Lan hả? Thôi, em thích đi Singapore hơn à. Trời ơi, đi Singapore cảnh đẹp. À. Alo. Alo. Cho tôi gặp giám đốc đi chị. Dạ giám đốc không có ở đây chị. Chị là ai? Gọi đến đây có việc gì? Tôi cần gặp giám đốc của cô để giải quyết một công việc. Dạ, chuyện gì vậy chị? Bên công ty của cô nhận tổ chức sự kiện cho tôi. Mà tôi yêu cầu bên công ty của cô làm, họ làm không đúng yêu cầu của tôi. Tôi đề nghị bên công ty của cô phải làm lại. Dạ chị bớt nóng. Để em báo lại với giám đốc. À, chị cho em xin số điện thoại của chị ạ. Bên công ty cô biết á. Làm cái gì mà không nghe điện thoại? Ừ.
Alo, tại sao lại có chuyện như vậy? Bây giờ mọi người đâu? Được rồi, đọc số điện thoại cho tôi, đích thân tôi sẽ giải quyết chuyện này. Rồi, được rồi. Alo. Alo. Xin lỗi, chị có phải là chị Bảo Hân không ạ? Ai vậy? À, tôi đây. Tôi là Nguyễn Dương, giám đốc công ty tổ chức sự kiện. Anh mà không giải quyết chuyện này á, thì tôi kiện công ty anh ra tòa. À, được rồi, chị cứ bình tĩnh. Bây giờ đích thân tôi sẽ tới giải quyết mọi chuyện và hướng dẫn chị mọi chuyện luôn. Tôi không có thời gian để đợi anh lâu đâu. Bây giờ nói cho anh biết, mấy ông tay đó hay đi đường nào? Hả? Tay trắng hay tay đen anh? Trời đất ơi, tay đen. Tay đen hả? Ờ, thì ổng hay đi qua mấy con đường này nè. Bây giờ hai đứa nghe nói nè. Ờ, bé gái á, sẽ đứng ở ngay ba đằng kia. Hả? Còn tí lớn á, đứng ở ngay ba trên nữa. Dạ. Được chưa? Còn anh á, anh sẽ đứng ở ngay từ chỗ này. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì bé gái sẽ báo liền cho tí lớn, và tí lớn sẽ về báo cho anh. Nghe rõ chưa? Bây giờ mỗi đứa đi về vị trí của mình đi. Nhanh lên. Phải chim mà có điện thoại chị hay biết mấy. Đúng rồi, phải chim có điện thoại. Thôi, nói nhiều quá, được rồi. Đi đi. Nhanh lên. Dạ. Bé nhỏ, giờ vậy nha, em qua bên kia coi đi, có gì em qua đây báo cho anh biết. Dạ. Dạ, chào dì. Ủa, cậu là ai? Cậu kiếm ai? Dạ, tôi tới để chuẩn bị công việc tổ chức sự kiện ngày mai đó. Thì đó, nè. À, dạ, xin lỗi dì, để tôi sắp xếp lại cho. Ừ, cậu làm đi. Dạ. Anh kia vô đây. Có gì không anh? Mấy anh làm gì vậy đó hả? Bừa bộn vậy đó hả? Có biết khách hàng là thượng đế không? Thì sao tụi em biết được? Giờ anh nói em mới biết chứ. Trời ơi, không cãi với mấy anh nữa, dọn dẹp đi. Dọn đi, dọn dọn. Hai người căng cái đó lên. Căng ra. Sự việc là như vậy, mong anh giúp đỡ cho. Anh có chắc chắn không? Nếu mà nói chắc chắn 100% thì tôi không dám. Nhưng mà kinh nghiệm làm báo của tôi linh cảm rằng chúng ta phải nên tin những đứa trẻ này. Được rồi, chúng tôi sẽ cho người hỗ trợ. Nhưng nếu sự việc không đúng như vậy sẽ ảnh hưởng đến công tác ngoại giao. Tôi biết chứ. Nhưng mà nếu chúng ta không làm thì, nếu sự thật là như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ. Thật ra vấn đề này rất tế nhị. Nếu không khéo sẽ ảnh hưởng đến vấn đề về an ninh và du lịch Việt Nam. Chính vì vậy mà chúng tôi nhờ đến các anh. Nếu sự thật xảy ra như vậy thì tôi nghĩ là chúng ta đã góp phần bình an cho môi trường du lịch Việt Nam, và cũng đồng thời cảnh báo cho bọn tội phạm quốc tế Việt Nam không phải là điểm đến của những tệ nạn. Chúng tôi hiểu điều này. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Đúng ra chúng tôi cần phải cảm ơn anh mới đúng. À,
Đây. Đây là số điện thoại của cậu ấy. Khi nào cậu ấy liên lạc, mong các anh giúp đỡ dùm. Anh yên tâm, đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Cảm ơn anh. Chào anh. Chào anh. Đây. À, mua báo một chút. Mệt quá, báo cái gì? Hả? Đâu? Đó, ổng đó. Đừng xét vô, xét vô. Cứ in thêm. Tôi bảo đảm. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ừ. Từ đây đây. Móc vô. Nè, qua đây anh nhờ chút xíu coi. Dạ, gì anh? Em coi nè, nếu mà đúng theo bản thiết kế mình còn thiếu hai cái bản chỗ này nữa. Bản thiết kế cũ so với bản thiết kế mới thì có thay đổi một số chi tiết. Chứ lại phải có thêm hoa tươi để hành lang chào khách. Với lại để dọc chỗ này nè. Đó. Dạ dạ. Nhưng bây giờ mình thay đổi chi tiết một chút xíu cũng được vậy. Đúng không? Dạ. Mình thay thêm cái giá đỡ cho bức tranh đằng kia. Em, căng cho nó thẳng nha. Dạ. Kẹp cái chân cho nó chắc à. Rồi, được rồi đó. Đúng rồi. Xếp xếp gọn mấy cái giá là cho anh. Mấy cậu nghỉ tay vô ăn cơm đi. Dạ, thưa vú, tụi con chưa có đói. Trời đất ơi, sao mà chưa anh? Đói? Hồi chiều giờ không thấy ai ăn gì hết trơn. Ăn đi anh, tụi em đói rồi. Thôi vô ăn đi, bỏ đó, vô ăn đi con. Đi anh. Đi quá. Thôi được rồi, nghỉ tay đi. Đi đi, cơm. Lẹ lẹ, chút phải làm. Chưa xong mà. Để em làm cho xong cái đã. Để nó đi, ăn cơm rồi tính. Dạ em quay liền. Nè ăn đi con. Nhìn ngon quá dì ơi. Thơm thiệt cái gì. Rồi ăn đi con. Dạ cảm ơn vú. Wow, vú làm đồ ăn ngon thiệt đó nghe. Vậy hả? Ngon dạ. Thiệt ha. Ăn đi anh. Vậy mà hồi nãy có người không ăn. Chê. Ngon không con? Dạ, dì làm gà ngon thiệt á. Vậy hả? Món nào cũng ngon á, nhất là món gà. Con ăn hoài mà không thấy ngán luôn á. Trời ơi, tôi cũng chịu khó nấu đồ ăn ngon lắm. Mà sao cô chủ tôi cứ chê, không chịu ăn, nhòm ấm nhách à. Cô chủ hả? Ừ. Ủa? Có chuyện gì không? Dạ không. Hồi nãy cô chủ tôi gọi điện cho cậu á. Cô chủ chị mà chằn quá. Trời ơi, cậu mà tiếp chuyện với mấy cậu nhân viên của cậu coi, còn chằn hơn cô chủ của tôi nữa. Nói chơi á mà. Thôi ăn đi. Dạ. Anh nói đó.
Dạ. Mai em nhớ đẹp cái bản này á, em căn dập thứ đi ha. Dạ dạ. Đi đâu vậy cơ? Hay là đi ngủ với con nhỏ nào nữa? Thôi, tôi đói ổn rồi, hai người về trước đi. Dạ. Ừ. Xin phép anh, em về. Vậy, em về. Ừ. Cháu. Dạ. Cho bác tờ tuổi trẻ. Dạ đây. Nhiều tiền cháu. Dạ 3.000. Báo đây. Dạ cảm ơn bác. Tôi báo đi chị. Báo đây. Ai mua không? Alo. Alo. Thanh hả? Bộ đang ngủ hay sao mà giọng ngái ngủ như vậy? Dạ em đang ngủ. À, chúc mừng cậu nghe. Chúc mừng cái gì anh? Thì ảnh hưởng bài báo của cậu á rất là lớn. Thật sự á tôi cũng không hình dung nổi nữa. Tôi đã cho in thêm 1.000 bản nữa đó.
Hả? Làm cái gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Thôi, ngủ tiếp đi. Em cảm ơn anh. Ủa, thức dậy rồi đó hả? Dạ. Lại nhà ngủ được không? Dạ cũng được. Dạ con cảm ơn Vú. Dạ, Vú cho con gửi lại cái mền. Ừ. Dạ. Bữa nay cậu có đi làm không? Dạ có, nhưng để con làm trễ chút cũng được. Ừ. Chúc mừng cậu. Đúng là tôi đánh giá không sai. Anh nói quá lời. À, bắt đầu hôm nay chính thức tôi nhận cậu làm phóng viên cho báo. Hả? Anh nói thiệt hả? Ừ, không lẽ tôi nói giỡn? Mà tôi cũng đâu có thì giờ để mà giỡn. Em làm ở ban nào anh? Chuyện đó từ từ tính. Nhưng mà như vậy, cái đầu tiên bây giờ á, cậu á, tập trung lo cho tôi những hồ sơ liên quan. Nhưng mà trước hết á, cậu đi dự cho tôi một cái cuộc triển lãm tranh. Đây là một cuộc triển lãm tranh của con một người bạn quá cố của tôi. Tôi bận quá, không tới dự được. Cậu đi giùm tôi đi. Với lại tôi cũng không thích tranh lắm. Dạ. Nhớ nghe. Dạ, dạ em nhớ rồi. À, thôi bây giờ tôi về tòa soạn đây. Dạ. Tôi đồng ý nhận cậu ấy về. Tôi không biết rằng ở các bang của chúng ta có bang nào có nhu cầu nhận thêm phóng viên mới không? Tăng cường phóng viên mới hay không? Nhưng mà tôi muốn là tòa báo của chúng ta phải có thêm nhiều phóng viên giỏi. Tôi thấy hiện nay một số phóng viên của tòa báo chúng ta rất là sơ cứng và mang những tư duy rất cũ kỹ. Những bài viết rất là đóng khung, không chịu thay đổi, không chịu đổi mới. Có một số phóng viên salon của chúng ta không chịu làm việc, cũng như là đi thực tế, bám sát đề tài, như là đề tài của chúng ta đang bàn hiện nay. Các anh các chị có ý kiến gì không? Ban của tôi đủ người rồi, tôi không nhận nữa. Ban tôi dư người rồi, tôi không thể nhận thêm nữa. Ban tụi tôi cũng đã đủ người, vẫn có thể nhận thêm nữa, nhưng tụi tôi không nhận những người không có nghiệp vụ, vì sẽ phải đào tạo lại. Mọi người nói cái gì vậy? Bao nhiêu bài viết của cậu ta gửi cho tờ báo của chúng ta không đủ để chứng minh năng lực của cậu ta hay sao? Tại sao các anh các chị lại bị bệnh thành tích và coi trọng bằng cấp đến như vậy? Thiệt tình tôi không thể nào hiểu nổi, không thể chấp nhận được. Mình thay đổi một chút so với thiết kế ban đầu. Như là đặt tranh ở hai bên lối đi, với lại từ cổng vào vô. Dạ đúng rồi. Như vậy thì khách sẽ xem tranh trực tiếp luôn, chứ không nhất thiết là phải vô phòng trưng bày để xem tranh. Dạ chào cô chú. Thank you.
Em làm mấy cái chuyện này xong cho rồi, rồi đi đăng coi nó làm sao. Anh ngồi đi. Anh tới có chuyện gì không? Sao sáng nay không đi họp? À, hồi sáng nay em đi thực tế nên về hơi trễ, cho em xin lỗi. Ủa mà chuyện gì vậy anh? Tôi muốn nhận một phóng viên mới, nhưng mà các ban đều từ chối hết. Yêu cầu sao? Sao mà ta lại từ chối? Họ nói là cậu này không có bằng cấp về nghiệp vụ báo chí, họ không muốn đào tạo lại. Có nghĩa là người này rất quan trọng. Ai vậy anh? Hoàng Thanh đó mà. Ồ, em biết người này. Có phải cái người viết về đề tài về mấy đứa trẻ xiết lửa đó phải không? Với lại viết về mấy cái mảng mà mại dâm chứ gì? Ừ. Với lại tôi thấy cậu Thanh này năng lực rất là tốt, nhiệt tình. Thật ra mình chỉ cần một người có bằng đại học là được rồi. Còn nghiệp vụ báo chí thì mình có thể chỉ bảo họ. Nếu như họ chịu học thì mình đào tạo rất là nhanh. Thôi được rồi, có gì đâu, anh cứ đưa về ban của em. Cậu hiểu ý tôi đó. Dạ không có gì. Cậu về ban văn nghệ nha. Em không có mối quan hệ, em sợ em làm không được. Vấn đề không phải là cậu làm không được, mà là cậu có nỗ lực để làm được chuyện đó hay không. Nỗ lực là một chuyện, theo em nghĩ nếu không có mối quan hệ với các công ty tổ chức sự kiện, các ban tổ chức, không đi họp báo thì mình sẽ không có thông tin sớm được. Cậu sai rồi. Chuyện làm báo không nhất thiết là phải đi họp báo. Sau buổi họp báo cùng lắm là cậu nhận vài trăm ngàn chứ gì. Nhưng vấn đề là sau buổi họp báo cậu viết được những bài báo cho bạn đọc hay không thôi. Thật sự em không thích làm ở ban văn nghệ. Bây giờ thì tôi cũng đành bó tay thôi. Không thể ép trưởng ban nhận một người không có chuyên môn. Vậy họ không muốn nhận em hả? Thật là đau lòng khi phải thừa nhận sự thật đó. Nhưng mà cậu biết rồi đó, các phóng viên mà họ làm lâu một mảng thì lâu ngày họ sẽ trở thành chai lì, ít chịu đi thực tế. Thậm chí khi viết bài báo họ ít nghĩ sâu sắc về bài báo đó. Như vậy có bi quan quá không anh? Sự thật là như vậy. Nhưng mà tờ báo của mình là tờ báo lớn nhất gì ở Việt Nam mà. Đúng là như vậy. Nhưng mà thói quen làm theo quán tính lâu ngày rất khó thay đổi. Tôi muốn thay đổi điều đó, nhưng mà sự thay đổi của tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tôi có thể tác động lên tổng biên tập, sẽ nhận những người không có bằng cấp nhưng mà có năng lực. Nhưng vấn đề là ban nào nhận về, và vấn đề đó đang làm cho tôi đau đầu đây. Đúng là nhức đầu thiệt. Nếu mà cậu hiểu cái vấn đề đó làm cho tôi đau đầu thiệt thì cậu về ban văn nghệ đi, rồi sau đó từ từ mình tính. Dạ, yeah, vậy thôi, tùy anh vậy. Ừ. Trời ơi, vú, sao vậy? Có sao không vú?
qua đây ngồi nè. Có sao không vô? Tự nhiên vô thấy chóng mặt quá. Thôi vô nghỉ đi, để con dọn dẹp phụ vô cho. Thôi thôi, để vô khỏe rồi vô làm tiếp. Không được, vô phải vô phòng nghỉ ngơi, còn không cho vô làm nữa. Bây giờ con đi ra ngoài chút xíu rồi con quay về liền. Không được làm gì nha vú. Tại sao tôi gọi điện mà anh dám cúp máy hả? Tôi giải thích rồi. Tôi không tin anh. Chứ tôi phải nói sao nữa bây giờ? Tại sao anh quen tôi mà còn đi quen hết người này tới người nọ là sao? Có bằng chứng không? Tôi thấy anh đi với bà này nè, tôi thấy anh đi với con kia nè. Điên quá, ghen tuông riết rồi ăn nói tầm bậy tầm bạ. Tôi nói tầm bậy tầm bạ cái gì? Anh chị ơi, chở đông người á, nói chuyện nhỏ nhỏ chút đi. Im miệng mày đi. Mày nói gì vậy? Nói tụi mày im cái miệng lên đi. Biết cái gì mà xíu vô? Tao nói chuyện lịch sự với mày nha. Lịch sự cái gì? Chuyện của nhà tao biết gì xíu vô? Mày, mày, trời ơi, mày. Anh làm cái gì? Bảo vệ, bảo vệ đâu? Trời ơi, đi. Bảo vệ. Trời ơi, có ai không? Kêu cấp cứu giùm đi. Có ai đang không? Bảo vệ, bảo vệ. Anh ơi, anh ơi. Anh ơi, có ai đang không? Kêu cấp cứu giùm đi. Alo. Alo, anh có phải người nhà của Nguyễn Dương không? Dạ đúng rồi. Tôi đang ở bệnh viện đây. Người nhà của anh đánh nhau nên phải đưa đến đây. Anh tới gấp đi. Ở đâu vậy chị? Bệnh viện Chợ Rẫy. Dạ, dạ rồi, em cảm ơn. Có chuyện gì vậy Hân? Tôi cũng không biết sao nữa. Mà sao Hân ở đây vậy? Bà vú bị xỉu, đập đầu vô cánh cửa chảy máu nên Hân đưa vô đây. Anh hiểu rồi. Còn thằng Dương nó bị sao vậy? Hân cũng không biết sao nữa. Đợi anh tỉnh lại rồi mình hỏi ha. Hồng Châu, em chuẩn bị lên đi. Hôm nay em có chuyện gì? Sao thấy em buồn quá vậy? Không có gì đâu anh. À, em đã biết tin gì của Hạ My chưa? Tin gì vậy anh? Nghe người ta nói cô ấy sắp trở thành ca sĩ ngôi sao rồi. Cái gì? Ừ. Bộ nó không thích hát phòng trà nữa hả? Sao mà tôi biết được? Trời ơi, làm sao mà nó có thể trở thành ca sĩ ngôi sao được chứ? Em đã đọc qua bài báo này chưa? Dạ em đọc rồi anh ạ.
chắc mình phải giúp đỡ mấy đứa trẻ này mới được. Em không biết mấy đứa trẻ sống ở Bờ Kinh bây giờ ra sao nữa. Thì mình liên lạc với phóng viên đi. Biết phóng viên nào mà mình liên lạc? Có gì đâu, thì mình cứ tới tòa soạn xin gặp là được. Ừ, em thấy ý kiến của anh hay á. Vậy bây giờ mình tới tòa soạn liền đi anh. Ừ. Mệt quá. Mình qua bên kia mát hơn ngồi nha. Mấy bữa nay mấy ông tay đó có đi dụ nít nữa không? Dạ không, không mấy ông nào hết á. Thôi, để mai mốt em hỏi mấy đứa kia ha. Thôi, đừng hỏi, lộ hết sao? Đồ ngu, sao ngu quá vậy? Anh cũng ngu chứ bộ. Sao biết anh ngu? Thôi, thở chút là cãi nhau hoài. Này nghe anh dặn nè, nếu như tụi em thấy khả nghi á, thì phải báo cho anh biết nghe chứ. Mà anh ơi, báo anh chi vậy anh? Trời ơi, anh lại ngu nữa rồi, thì gọi điện báo. Em ngu thì có, điện thoại đâu mà báo. Thôi, thì tụi em vô điện thoại công cộng á, gọi cho anh, rồi anh sẽ gọi lại. Dạ. Bây giờ tụi em cầm tiền rồi đi ăn cơm đi. Thôi anh, em không lấy tiền anh đâu. Có gì em đi bán báo, em lấy tiền em ăn được rồi. Không sao đâu, anh còn tiền mà. Nè, nè, cầm đi. Thôi, không được từ chối anh, nghe chưa? Anh còn tiền mà, cầm đi. Đưa tiền rồi á. Nói trước là trong túi anh không còn một cắc luôn á. Anh nói còn là còn mà. Dạ, em cảm ơn anh. Thôi, giờ mấy đứa đi ra ăn cơm đi. Dạ. Em đi. Em đi nha. Tội nghiệp tụi nhỏ. Không biết đời tụi nhỏ sẽ đi về đâu.